Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đến với dạng bài điều tác giả muốn nói nhất. Thực ra cái câu hỏi này thì nó sẽ xuyên suốt trong cái quá trình thi PT của mình ấy. Nhưng mà trong cái phần mà điều tác giả muốn nói đấy, nó sẽ chia ra làm các cái dạng bài khác nhau, kiểu như là dạng bài so sánh, rồi dạng bài ẩn dụ, hay là uh, kiểu có những cái câu hỏi tu từ, thì mình sẽ đi đến dần dần. Trong cái bài ngày hôm nay nó nói về cái rư rự của sports thì nó chính là cái cách mà mình tổng hợp vấn đề thôi và mình sẽ đến cái nội dung của bài này các bạn nhớ làm trước khi mà check đáp án nhé trong cái bài này nó có một cái cách ra đề như sau khi mà trong một cái đoạn văn của mình ấy, nó có một cái câu hỏi tu từ như thế này này là rư rự ạ na dễ cả thì tất cả cái bài này nó sẽ đi trả lời cho cái câu hỏi này vậy là cái điều mà Tác giả đang muốn nói đến nhất hay là cái điều mà phù hợp nhất đối với cái tác giả đang nghĩ đấy thì nó chính là đi trả lời cho cái câu hỏi này. Bạn trả lời cho cái câu hỏi này như thế nào thì đáp án của bài nó sẽ là như thế. Thì bây giờ mình sẽ đi thử xem là tại sao mà lại có cái rư rự và người ta trả lời như thế nào nhé. Sports wa ningen ga tanoshimu mono cái là tôi muốn confirm trước hoặc là các bạn cần phải làm sao à, xác nhận hoặc là uh, confirm đầu tiên uh, để mà có thể hiểu được sport là gì đó chính là cái mono uh, ở đây là sport rồi quá Ningen người tanoshimu, ningen ga người tame no người cái mono ở đây nó là cái kết thúc câu vậy cái chủ ngữ của mình ở đây nó chính là sport sự đúng không có nghĩa là sport sự là cái thứ cái thứ như thế nào thì nó sẽ có cái chủ ngữ con ở đằng sau rồi này, này là sport sự thể thao là cái thứ mà ningen con người uh, dùng để làm sao uh, để để mà tao mự để mà tận hưởng đúng không thì mình sẽ thấy câu này là câu danh từ xong là trong cái đoạn vị ngữ ở đây nó sẽ có cái cụm chủ ngữ và vị ngữ con là ningen ga tanoshimu tame no mono desu vậy là mình sẽ dịch là sports là cái thứ mà để con người tận hưởng Kore ga supachiten desu Và đây chính là cái điểm xuất phát Cái điểm sai sổ ni Kakunin shite okimasu đúng không? Cái điểm mà mình cần phải xác nhận đầu tiên Là như vậy Cái điểm xuất phát đầu tiên là mình phải confirm với nhau rằng là như thế Kese yonunaka ni なければ,その mình thấy câu này khá là dài nhưng mà mình sẽ nhìn theo các cái dấu phẩy và nhìn theo cấu trúc ngữ pháp ở đây mình sẽ thấy là demo nakereba thì demo arimasen có là nếu như mà nó không phải là cái này thì nó cũng không phải là cái này thì cái từ gà ở đây nó sẽ ngắt giữa hai câu Mặc dù là nó nhất định không phải là cái này Mà nó cũng không phải nhất định là cái kia Nên là gì? Mà nó là nó là cái mono để mà tanoshi mự Và, và đúng, đây là thể kết lửng này Thể kết lửng thì là mình sẽ ngắt nó thành hai ý cho một câu Có là nó mà nó là một cái thứ để tanoshi mự Và nó có cái rư rự để mà tanoshi mự cái sport tự đấy Vậy là mình sẽ dịch như thế nào ạ? Tiếp tục này Mình sẽ thấy rằng là cái câu này ấy, Cái chủ ngữ của mình ấy, Nó đang không được nêu một cách rõ ràng Và mình sẽ lặp lại cái công thức Là các câu gần nhau chủ ngữ giống nhau Và người ta đang nói ở cái câu đầu tiên ấy Là sports Là sports là cái thứ Mà để cho con người uh, tận hưởng Và nếu như mà uh, Mono hay còn gọi là Cái sports đấy nếu như mà thể thao nó là cái thứ mà na kể để bà na là không được có trong thế giới này thì nó cũng không phải là một cái thứ mà kiểu gì thì kiểu nó cũng phải có để mà có thể sống được có nghĩa là nó không phải là cái thứ là không có không không thể có mà nó cũng không phải là cái thứ lại gọi là là cần thiết để để mà sống đúng không ở đây mình sẽ bắt gặp là dos temos là kiểu gì thì kiểu thì nó cũng sẽ không phải là một cái thứ mà uh, nhất định phải có Mặc dù là như vậy, đúng không? Mặc dù là như vậy thì nó lại là cái mono Thể thao nó là một cái thứ mà để chúng ta tận hưởng uh, Và nó có, nó có một cái rư rự Để mà chúng ta có thể tận hưởng được cái, cái sport sự đấy <laughs> là mặc dù uh, là um, chúng ta làm sao cạnh tranh hoặc là tranh đấu thắng thua bằng các cái rư rự là bằng các cái quy tắc trong thể thao thế nhưng mà nếu đế để, để bà đúng không nếu như mà chúng ta không tận hưởng cái điều này cái điều này là cái điều gì nó chính là cái điều mà được nói ở đằng trước đây là nếu như mà chúng ta không tận hưởng cái việc là chúng ta đang tranh đấu tranh giành sự thắng thua đấy thông qua các cái quy định luật lệ thì cái việc chơi thể thao ấy nó cũng không có giá trị hay là không có giá trị để mà để mà chơi thể thao và đây cũng chính là cái điều mà người ta đang muốn nói về cái lý do mà là tại sao mình phải có quy tắc và luật lệ đúng không? Bởi vì rằng là chúng ta phải biết tận hưởng cái điều đó, đó là chúng ta phải nhờ vào các cái quy định đấy để mà uh, phân thắng thua và phải tận hưởng cái điều đấy thì cái thể thao nó mới có giá trị. Nên đáp án của mình ở đây nó chính là cái gì ạ? Câu một này rư đủ sport để tanoshimu tame no mono rư đủ là cái luật lệ hay là cái quy tắc nó chính là cái thứ mà để tận hưởng uh, trong thể thao thì nó chính là cái đáp án của cái bài này có là chúng ta phải tận hưởng cái quy định đấy nhờ có quy định đấy mà mình có thể cạnh tranh được thắng thua và nếu như mà mình không làm như vậy thì cái việc mà chơi thể thao nó cũng không có giá trị câu hai là gì sport đủ á rư đủ -ka ste kara hajime đủ da. là chúng ta là thể thao cần phải

từ cái việc mà hiểu và hiểu quy tắc luật lệ thì cái đoạn cai này nó đang không uh, đúng là hiểu quy tắc luật lệ nhưng mà trong cái bài này nó đang không có cái từ nào tương ứng với cái từ cai cả mà từ đầu đến xuyên suốt nó đều nói cái từ tanoshii mự thôi nên là cái số 2 này nó đang không đúng. Còn cái số 3 là gì sport sur auto shite là chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng của rư rự thông qua thể thao thì cái này bị ngược rồi, đúng không? Có là thông qua rư rự thì chúng ta mới biết được cái tầm quan trọng cái giá trị của cái việc chơi thể thao chứ còn câu 4 là gì là ngay cả những cái thể thao mà không có luật lệ thì nó cũng có giá trị thì cái này sao hoàn toàn rồi không hề nhắc đến trong bài thì cái ở cái bài này ấy, thì mình sẽ rút ra được hai điều một là khi mà trong một bài nó có cái câu hỏi tu từ, như thế này này thì mình đi tìm xem là cái câu trả lời cho nó là tại sao mà cần phải có rư rữ, rữ tại vì là nếu như mà không có rư rự thì không có giá trị để chơi thể thao và nếu như mà mình không tận hưởng cái rư rự đấy để mà phân thắng thua thì cái việc chơi thể thao nó cũng không giá trị nên là phải có a rự nên là phải có rư rự đúng không thì mình đi trả lời cho cái câu hỏi này thì nó chính là cái ý mà tác giả đang nói là rư rự là cái thứ mà để chúng ta tận hưởng thể thao tiếp đến là mình sẽ thấy cái câu số hai ở trong bài này rất là dài từ đây cho đến tận no des, đúng không uh, và mình sẽ thấy là kết thúc câu là no des là người ta đang muốn biện, biện giải hoặc là lý luận giải thích cho cái câu đằng trước mà cái câu đằng trước người ta đang nói cái điểm xuất phát của cái việc là mình hiểu thể thao đó là mình phải uh, xác định được rằng là thể thao là để cho con người uh, tận hưởng và bởi lẽ rằng là no ở đây thì nó chính là giải thích cho cái câu đằng trước đấy cái điểm xuất phát đấy là à, chúng ta phải confirm trước chúng ta phải cùng nhau xác định trước đó là bởi vì rằng là đúng không bởi vì rằng à, rằng là là a và là b thì nó lại ngắt bởi với nhau bởi cái từ gà ở đây thêm nữa là mình sẽ thấy là keste thì nó đi đi với nai có là nhất định không phải là cái này thì DoS de mo, nai nó cũng nhất định không phải là cái kia demo na kể để bà demo arimasen tiếp đến là các câu gần nhau chúng cũng giống nhau câu này thì cái mình thấy cái từ mono này chưa mono này nó là cái gì thì nó chính là cái mono ở cái câu đường trước mà cái mono này là cái gì thì mono ở đây nó chính là sport sự nên là mình sẽ hiểu là xuyên suốt cả cái bài này nó đều nói về sport sự cả có nghĩa thể thao nếu như mà nó không phải là à, cái thứ mà à, không được có thì nó cũng không phải là cái thứ cần thiết kiểu gì cũng 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 cần để mà có thể y dự được à, mà thể thao nó là cái thứ để tận hưởng và cần phải có cái quy tắc để mà tận hưởng nó thì mình đã bắt gặp cái thể kết luận ở đây này khi mà nó có cái dạng kết lửng như thế này là mình sẽ hiểu là nó nêu ra hai tính chất của vấn đề và mình có thể ngắt câu ngắt ý ở đây là thể thao nó là cái thứ này và nó cũng có cái quy định để mà tận hưởng cái thể thao đấy thì cái dạng kết lửng ở đây mình cũng có thể nhìn theo câu để mà ngắt câu sao cho nó hợp lý và nhớ cái từ nô đẹp ở cuối câu ở đây là miêu tả về cái lý do và cái biện giải hoặc là cái luận điểm để chứng minh của tác giả và cái cuối cùng ở đây là so đúng không? So là và đấy, đúng không? Và là mình phải tận hưởng cái đấy thì thể thao nó mới có giá trị và nó cũng là cái điều mà uh, trả lời cho cái câu hỏi là tại sao đấy.